Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một hoạt động giúp cho học sinh muốn được nói nhiều hơn, đặc biệt là trong những bài luyện phát âm giống như thế này. Thì đây là hoạt động Read My Lips ha mọi người. Hello everyone! Hello teacher! Okay, today let's practice some words with the activity Read My Lips. Okay, so for example, guess what am I saying? Apple. Okay, understand? So you read what am I saying. Good job. So do you remember these words we learned already? Yes. Yes, okay, good job. So I will do and you ring the bell and say the word. Okay, 1 point if you are right. Yes. Okay, ready? Face. Again. Face. Good job. Face. 1 point for team B. Okay, understand? So class again. Face. Face. Good. Cool, you heard my bike. Bike. Very good. Okay, team A. Again, bike. Bike. Good job. June. June. Two teams. Okay, June. Good job. Class say June. June. Again, June. June. Next one. Rope. Good, rope. Okay, team B. Okay, class say rope. Rope. Okay, now more difficult. What's this? Space. Space. What's this? Stone. Stone. Remember this one? Kite. Bike. June. Cube. 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 Okay, ready? Stone, stone. Okay, so first team A. Well, good job. Let's say stone. Stone. Space. Space. Again. Space. Space. Good job. Okay, last one. Last one. Last one. Score team B? Oh, yes. Sorry. Last one. 2 points. Rope. Rope. Cube. Okay. 1, 2. Oh, team A is the winner. Good job. Hoạt động Read My Lips là một hoạt động giúp cho học viên có thể cố gắng đoán khẩu hình của giáo viên và cố gắng nói lại cái từ đó rất là nhiều lần có thể. Đây là một hoạt động hiệu quả để áp dụng trong các bài phonics của lớp Kids nha mọi người.